Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Libby TV. Hôm nay mình có mua được 2 ký ốc mặt trăng. Nó tên là ốc mặt trăng bởi vì nó có phần mài ốc hình tròn rất dày và cứng, giống y chang như mặt trăng. Và lẫn lộn trong đám ốc này thì có thêm một số ốc có hình thù khá là kỳ lạ luôn các bạn. Giờ mình sẽ chế biến món ốc mặt trăng xào xả ớt nha các bạn. Đầu tiên mình cho dầu vào chảo. Khi dầu nóng, mình cho tiếp xả tỏi ớt và phi thơm tụi nó lên. Cho ốc vào, sau đó nêm nếm gia vị. Đảo đều cho gia vị và phần xả ớt thấm vào ốc. Các bạn ơi, vậy là mình vừa chế biến xong món ốc mặt trăng xào xả ớt. Bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức với vợ chồng mình nha. Cái món ốc mặt trăng này hồi xưa khi mà Linh đi Nha Trang thì hay ăn lắm các bạn. Thường á là mình sẽ cầm con ốc nè, mình đập xuống cái bàn thì cái phần mài nó sẽ trồi ra. Nhưng mà bây giờ thì không có chỗ đập cho nên chắc là tụi mình sẽ lấy cái cây này để tụi mình khửi ra nha. Trời ơi, khửi nó khó lắm á. Đập đi. Không có thích ăn cái phần đít trước các bạn. Mình đập ra xong cái nó sẽ tuôn ra vậy nè các bạn. Đó, nó sẽ tuôn ra. Đó. Mình không thích ăn cái phần đít cho nên là mình chỉ ăn cái phần đầu thôi. Mình chấm nấm gừng. Ủa nãy mình quên chấm ta. Cát. Cái con này bị cát các bạn ơi. Hồi chiều lúc mà mình mua á, mình có dặn bên vựa là giao cho mình thêm một ít nước biển để mình ngâm cho nó đỡ cát. Nhưng mà lúc mà shipper giao qua thì mình nghĩ là cái bạn shipper đã để cái bịch ốc của mình gần cái chỗ máy xe, treo xong nó thòn dưới chỗ máy xe thì nó làm cho nguyên cái bịch ốc mình nó nóng luôn. Và tất nhiên khi mà nóng lên như vậy thì ốc sẽ chết, và mình ngâm thì nó không ra cát nữa các bạn. Cho nên bây giờ nó bị cát quá. Đây là cái con ốc kỳ lạ hồi nãy nè. Hồi nãy mình giới thiệu các bạn nè. Để lấy ra coi nó ăn. Ô, cái ruột nó giống y chang gì ta? Con ốc gì á? Con ốc gì mà quên mẹ cái tên này. Có vẻ này thúi quá. Rồi đập hoài không ra là nó thúi á. Cái con ốc kỳ lạ nó ăn nó rất là giòn. Không con nào kỳ lạ hơn nữa. Nó giống như ốc nhảy nhưng mà cái hậu nó chát chát. Đây để em kiếm cho anh cái con ốc gai gai nữa. Nè. Cái hậu nó hơi chát chát. Còn cái con ốc ốc mặt trăng này á thì mình ăn thì cái hậu nó hơi đắng đắng các bạn. Nè ốc gai vậy. Ốc gai em bữa phải không? Không, cái khác. Cái vị nó cũng khác. Không biết có tên ốc gì luôn. Ốc này không biết tên, ăn có chết không trời. Này đi, ăn đi. Nó cũng cái họ với ốc giác mà. Ăn chết tính sao. Mà nó nằm sâu quá. Cái mình khửi nó ra khó. Đó. Wow. Ăn xong. Xong sổ luôn. Cái ốc mặt trăng này lúc mà mình đi Nha Trang mình cực kỳ thích ăn luôn các bạn. Nhưng mà ăn ở đó thì không có cát, mà sao người ta giao lên Sài Gòn lại có cát ta. Xong chuẩn bị dưa leo đồ. Ăn ốc mà ăn với dưa leo ba. Rau. Nhưng mà ăn ốc đừng ăn với rau. Như là ăn ốc không ăn không vậy cũng chẳng ngon. Phải có rau vô nó mới ngon chứ. Phải đập nó ra. Đây có một con ốc hương lạc lòi các bạn. Đập nó sẽ tự bung cái mài ra các bạn. Nhưng mà nào mua ốc hương ăn cũng ngon lắm. Bữa ăn rồi á. Mà chưa quay. Quay rồi. Quay bữa cái vụ cà khịa autotune đó.
mấy con này á mình, dạ như hai chồng mình chỉ ăn vừa tám chuyện cho vui thôi, mà mấy bạn vô cà khịa quá trời, có một số bạn, một số thành phần của ít thôi chứ không nhiều, đa số là mấy bạn không nói gì, nhưng mà cũng có một số bạn cà khịa nhưng mà cũng vui kệ. Làm sao mà cấm được anh ơi, sao anh đập nó không ra ta, không lẽ anh dùng tay trái nó không có lực ta, đập nó chừng nó bị hư đó, đập con khác kiếm thằng nào nó mở mở sẵn. Nè ra mấy con mà không cần đập nó cũng ra nè. Cái con ốc mặt trăng này đặc biệt, cái mài nó rất là dày các bạn, nó không phải như cái mài của mấy con ốc thường bóng dánh. Cái mài của nó là mà nó đóng cái mài lại là không có cái gì mà xâm chiếm được, nó cứng như đá vậy. Thấy cả cái mài này nó cứng thế ta. Nó bằng cái vật liệu gì ta? Sụn. Vỏ chứ gì? Vỏ, nhưng mà vỏ nó làm bằng canxi hả? Nè anh hỏi hơi chuyên sâu rồi đó, không biết đâu. Làm gì nó cứng. Em ăn luôn cái đít phải không? Không có, đít nó bị cát, không ăn. Đó, anh cũng không ăn đít, tại anh đó giờ anh ăn ốc cũng không ăn, bây giờ anh ăn đít. Ngắt cái đầu ăn cho nhòn giòn chơi vui. Nói chung là cái phần mà dễ gây ngộ độc nhất là cái phần đuôi đó các bạn. Nó không biết, mình cũng không biết nó có cái gì đâu. Có nhiều con á thì có nhiều loại ốc á thì cái phần đuôi ăn lên thuốc, nhưng mà có nhiều loại ốc á thì cái phần đuôi ăn rất là độc. Ốc giác. Ừ, ốc giác, trời ơi trời. Thời kỳ là mình mình có bầu chua chip, mình ăn ốc giác mình bị ngộ độc các bạn. Đi nằm viện. Ăn ốc rất là kỹ, mình phải hửi nó. Nên ốc ốc giá thì ăn phải cẩn thận. Cái mùi của con ốc chết đó các bạn. Mình ăn ngon lành ngon trớn mà ăn phải một con ốc chết là coi như cả thế giới sụp đổ luôn các bạn. Thôi, sụp đổ quá. Trời ơi, khửi gì? Nó ra đầu khửi. Thật sự có những cái con chỉ cần đập một cái nó ra rồi, có những cái con giống như nó bị hư á bạn, đập nó không có ra. Hôm qua mình đọc được cái comment có cái bạn kia vô kêu mày quay với con mày đi, mày đừng quay với chồng mày nó xấu, nó vô duyên quá. Sao anh quan tâm tới comment của anti fan không vậy? Sao anh không quan tâm tới comment của fan? Xong cái mấy bạn kia vô, mấy bạn kia chửi cái kênh của người ta, mày không thích coi thì mày đi về, mày đi ra chỗ khác mày chơi. Chửi quá trời chửi luôn. Mình có một cái lượng fan cũng khổng lồ lắm, nhiều hơn fan của Linh luôn á các bạn. Rất là yêu thích Bình nha, tại vì Bình xàm quá. Ăn cái con này mệt mỏi thiệt luôn á, nhưng mà mình rất là thích ăn. Ốc ngon nào em thích ăn tối ngày em đòi ăn ốc không? Thích ăn ốc lắm các bạn, ăn ốc với sò. Mình ăn cho vui chứ, chứ mình đau bụng các bạn. Bởi bao tử mình rất là yếu, mình ăn ốc vô cái mình đau bao tử. Linh nhớ hồi xưa bà nội hay dắt đi ra Nha Trang rồi ra cái biển gì mà Dốc Lết đó các bạn. Trời ơi, bán con ốc mặt trăng với con ốc vú nàng, ăn ngon hết sảy. Nãy con ốc vú nàng. Ốc trăng này nhiêu ký? Ốc này là 145.000 một ký. Cái con ốc này là 145.000 một ký các bạn. 2 ký này là 390 hả? 200 mấy? 290 các bạn. Như ta trái đập cũng lên. Đập cũng linh. Như mấy con mở hoặc là mấy con sống á, nó ngồi chết. Chắc nó đóng nắp rồi, nó tự giận đóng. Nó là chịu giận. Ngon. Thật sự ốc á, ăn ốc á, nó quan trọng là cái nước chấm á các bạn. Mình thấy con ốc nào thì nó cũng tương đối là giống nhau. Nhưng quan trọng là mình ăn với cái nước chấm. Cái này thử. Bởi vì cái nước chấm là quan trọng nhất. Và cái quan trọng thứ hai là con ốc nó sạch, nó không có cát thì ăn nó sẽ ngon. Ăn con ốc mà cát không khó chịu.
cay thiệt luôn ha. Nãy mình bỏ hơi nhiều ớt. Đi cụ. Không ra. Nhưng mình lấy cái tâm nó dễ hơn ha. Qua lấy cái tâm mà. Của mẹ đi. Không, cái này được nhưng mà vô ngốc nè, mẹ xỉa trúng con ốc thúi. Thúi mẹ luôn cái. Xỉa trúng con ốc thúi, thúi luôn cây dít luôn rồi chị bạn. Mình hờn cái anh shipper ghê á. Giao tới mà không bị hư là giờ ăn ngon. Để ăn đi. Để ăn nè, cho em nè. Ngửi trước khi ăn nha. Ăn đi. Anh rửa cho em ăn. Rồi. Mình phải rửa trước khi ăn các bạn. Có vẻ hôm nay mắm ốc không ngon lắm nha. Chết nhiều. Chết nhiều. Hồi chiều là giao tới là mình nghi rồi. Mình thấy mình mở cái bọc ra mình thấy ấm. Nó nóng luôn á các bạn. Nó nóng nguyên cái bịch luôn á. Là nó rồi xong. Tiêu. Hôm nay mình xào cái gia vị nó ngon ha. Núc núc nó ngon dã man. Đây ra rồi. Cát quá ăn sạm răng. Nè, có con ốc kỳ lạ nữa nè. Hôm nay chúng ta có gì mới trên internet nào? Các bạn cùng chia sẻ với vợ chồng mình xem nào. Nhưng mà trước tiên thì hai vợ chồng mình chia sẻ với các bạn hôm nay là trên mạng lại có một vụ lộ hàng. Nhưng mà vụ lộ hàng lần này là rất tội nghiệp cho nhân vật chính. Nhân vật này cũng là idol của mình và đã bị lộ thông tin từ camera. Camera này là camera an ninh, không phải là camera quay lén. Nhưng không biết tại sao lại bị. Các bạn có đoán ra đó là ai chưa? Đó là Văn Mai Hương. Nhưng mà mình thấy trên mạng thì cái việc của Văn Mai Hương thì mọi người cũng không có quan tâm và cà khịa lắm. Bởi vì đây là cái vụ việc xảy ra ở thế bị động và Văn Mai Hương là người bị hại. Và mọi người mà mình thấy tất cả những người trong showbiz như những đàn anh, đàn chị hoặc bạn bè của Văn Mai Hương thì luôn cổ vũ và ủng hộ tinh thần cho bạn ấy. Nhưng mà mình nghĩ là có ai hãm hại, ghét mà Văn Mai Hương mới hãm hại chứ. Chứ đâu không phải là hacker đâu các bạn. Nghe nói là hacker hack được camera nhà của Văn Mai Hương. Mình nghĩ là không phải. Mà mình nghe nói là những cái đoạn video này là bắt nguồn từ năm 2015. Nhưng mà không hiểu năm nay tại sao lại lộ ra. Nói chung là có lẽ là không phải là bị hacker, mà một người nào đó không thích Văn Mai Hương nên hãm hại cổ. Mà người đó là ai thì Văn Mai Hương phải coi lại những cái mối quan hệ của mình. Mà mình đoán mờ mờ ra rồi. Nhưng mà không biết đúng không. Nói chung là mình cũng đừng đoán mò. Chừng nào báo chí người ta công nhận. Thì mình đoán ra, mình đoán, mình trong đầu mình suy nghĩ vậy thôi. Chứ mình không có dám nói ra. Tại vì dạo này thì Văn Mai Hương lên trên cái chương trình gì Một Tiếng Kể Hết á, thì có nói về một cái câu chuyện cà khịa với một nhân vật. Mà mình không biết là phải nhân vật đó hay không. Nên mà cứ để từ từ bên người ta điều tra ra thì sẽ biết các bạn. Mình cũng mong là mọi chuyện sẽ sớm đưa ra ánh sáng. Dạo này mình hay thường xuyên cập nhật tin tức online lắm các bạn. Để chia sẻ cho các bạn. Nếu các bạn nào chưa biết thì
mình cũng có thể cập nhật. Còn mấy bạn biết rồi thì hãy comment phía dưới ý kiến của các bạn như rồi, thế. Nói chung là cái vụ mà Văn Mai Hương cũng không có bằng một cái vụ rất là ghê gớm mà Linh đã thấy, Linh đã nghe được gần đây. Các bạn có nhớ cái câu chuyện mà là chia sẻ về cái thằng tiểu nhân mà lúc mà quay phim tụi mình gặp không? Thì giờ này em thích nhắc anh đã bỏ qua rồi, em thích nhắc lại để anh nổi điên lên và anh tiếp tục gây hấn đúng không? Đúng rồi. Em kể cho anh tại vì cái cách hành xử của anh quá trẻ trâu. Không có trẻ trâu đâu, anh bỏ qua rồi đó. Bây giờ là đừng có để anh nhắc lại nha, anh không muốn nghe lại đâu, anh không muốn nhắc đâu. Em chỉ cho một anh cái... Anh nhắc lên là anh nổi điên nữa đó. Em chỉ nhắc để cho các bạn, những cái người mà đang giống như anh thì phải suy nghĩ lại. Rồi, đừng nhiều chuyện. Nhiều chuyện gì, bình thường. Mình chỉ nói vui thôi, đừng nên nhiều chuyện nhiều quá. Nhiều quá gì, mình đang nói chuyện bình thường. Rồi. Sao bây giờ hết con nào hở mộng rồi. Thật sự là trong cuộc đời của tụi mình á, của mỗi người chúng ta đó, thì ra đường chắc chắn sẽ gặp những cái người mà khiến cho mình rất là ghét, mà khi khổng khi không lại hãm hại mình các bạn. Trên trời rơi xuống đó. Đúng rồi, nhưng mà cái cách tốt nhất là mình né đi. Hoặc là mình khi mà mình tức quá thì mình chửi một vài ngày, một vài phút giây nào thôi thì mình bỏ qua đi. Còn cái việc đánh nhau là không nên các bạn ơi. Maybe. Thiệt mà. Đánh nhau thì người này, mình đánh người ta thì mình cũng đau tay mà các bạn. Thà vậy. Trời ơi, vô duyên. Đúng không các bạn? Mình thì không có cái khái niệm là làm tổn thương thân thể của người khác. Thì sao em đánh anh hoài? Anh đánh anh si nhè gì? Anh lì quá mà. Tại sao em không có khái niệm mà hả? Mọi việc đó em ra ngoài đường thì em không làm cho người ta. Em có làm gì anh? Mà về nhà em ấy anh làm gì vậy? Anh vô duyên quá à. Sao trúng với con không được sạch sẽ. Hết rồi. Mấy con này đóng nè. Hết ngon ạ. Hồi xưa các bạn mình giúp cho nhiều người lắm. Kể công điện, không phải kể công mà điển hình là một cái con nhỏ bạn của mình thì năm nó 17 tuổi nó có bầu mà cái thằng cha của đứa nhỏ không có nhận các bạn. Thì mình rất là tội nghiệp, mình rất là thương nhỏ bạn của mình. Cũng hay mua sữa, cũng hay qua an ủi tâm sự để cho nó vui á. Cái sau này một vài năm sau thì nó quen một người khác. Thì cái người này quen ở trong game, tính tình lại không tốt. Tự nhiên qua, hai đứa nó qua nói, tại vì lúc đó là nhà mình chuẩn bị xây á, nên mình để dành tiền thì mình đã để dành được một cây vàng rồi. Tụi nó qua, tụi nó nói là bây giờ cho mượn cây vàng đi. Rồi tại vì nó đang cầm giấy tờ nhà các bạn, thì khi mà ngân hàng xét việc giải ngân xong thì nó trả cho mình liền. Trời ơi, cuối cùng nó giật của mình luôn các bạn. Nó giật của mình, mình điêu đứng luôn á, mình mệt mỏi luôn á. Mà lúc đó phải mà cái nư mà ghét cái kiểu kêu xã hội đen đập nó thôi, kệ bà, mày trả thôi. Nhưng mà một năm sau đó thì cái thằng kia quay lại và làm giấy nợ với mình. Và em trả... con này có thơm không? Cũng được mà. Thúi rồi. Và trả được phân nửa các bạn. Và mình mất 20 triệu. Cái tội ngu. Nhưng mà một cây vàng hồi chục đó nó giá nó khác. 4 mấy triệu lận. Nói chung là trên đời này có nhiều loại người. Nói chung là ở đời có 4 cái ngu. Ừ. Là mai lãnh nợ với cái cho mượn tiền. Ăn lại lại ra ra vậy mà nãy giờ cũng hết cái mâm ốc bên này các bạn. Có lẽ chút xíu mình sẽ đau bụng đây. Mình phải đi uống một miếng nước gì đó ấm bụng. Tan tàn còn cuối cùng. Thôi, dàn cát nghỉ rồi chứ. Nó ăn nó cát quá các bạn ơi. Nó cát dữ vậy. Đâu nói ăn cũng được. Mà nó cát ăn nó sạm sạm. Khó chịu à. Mà nó lại không có được, có nhiều con nó không có được tươi nữa. Hồi nãy á, lúc chưa quay á, mình tưởng đâu cái số này là cái số cơm. Mình chưa bụng. Và bây giờ mình đói gung tay hết mà vẫn. Bây giờ mình sẽ ngưng video đây để cho Bình đi ăn cơm. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Anh muốn nói gì hả? Nói đi. Tạm biệt.